Lên án bản báo cáo nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Ngày 4 tháng 9 năm 2018, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế và tổ chức thành viên là Ủy viên Bảo vệ Nhân quyền là người Việt Nam đã ra thông báo rằng nhà nước Việt Nam đang che giấu các vi phạm nhân quyền khi soạn báo cáo cho kỳ UPR năm 2019. Thông cáo nói rằng từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 7 2018, Việt Nam đã bắt giữ 160 người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động ôn hòa. Và việc này cho thấy Việt Nam không thay đổi những luật lệ hà khắc theo tiêu chuẩn quốc tế, không cải tổ luật pháp theo các nguyên tắc dân chủ được công nhận ở tầm quốc tế. Để chứng minh rằng chính phủ Việt Nam đang đàn áp tự do báo chí, thông cáo cũng viết rằng báo Tuổi Trẻ Online bị đình bản 3 tháng vì đăng các bài viết liên quan đến luật dự luật đặc khu. Qua các mô tả trên, có thể thấy thông cáo này có ít nhất hai điểm thiếu sót. Thứ nhất, trong 160 phạm nhân mà báo cáo đề cập, không ít người tham gia các tổ chức hoạt động nhằm lật đổ nhà nước Việt Nam. Đây là hành động vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh quốc gia của Việt Nam, chứ không phải là hành động bảo vệ nhân quyền như báo cáo nói. Thứ hai, báo Tuổi Trẻ Online không bị tạm đình bản do đưa tin về dự luật đặc khu mà đưa tin sai sự thật. Họ viết rằng trong một cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói sẽ ban hành luật biểu tình, trong khi ông Quang không hề nói thế. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam được thành lập bởi một Việt kiều tên Võ Văn Ái. Từ nhiều năm nay, ông Ái đã nhận tiền của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ, một quỹ do Mỹ thành lập và nhận sự chỉ đạo của ICEA. Quỹ này chuyên tài trợ cho những tổ chức làm cách mạng đường phố để lật đổ các chính thể không theo mô hình dân chủ phương Tây. Theo các nguồn công khai, Võ Văn Ái đã nhận được của NET 70.000 USD một năm, và trong các năm 2004-2005, 97.000 USD một năm, và các năm 2006 và 2009, và 107.000 USD vào các năm 2007 và 2008. Hy vọng trong thời gian tới, Võ Văn Ái sẽ làm việc có trách nhiệm hơn để không phụ đồng tiền của nhà tài trợ Mỹ. Vậy các sóng truyền thông tuần qua có quy mô như thế nào? Mời các bạn tự đánh giá qua những biểu đồ.